Những lâu đài tráng lệ với nét văn hóa đặc trưng Ả Rập, cho tới không gian đậm chất Á Đông từ xứ sở hoa anh đào Nhật Bản hay Hàn Quốc, tất cả đều có thể tìm thấy ở đây. Những sắc màu của mọi miền đất nay quy tụ tại ngôi làng toàn cầu Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là một trong số ít những mảnh đất mà người bản địa là thiểu số ngay chính trên quê hương của mình. Đó là bởi 90% dân số tại đây là những người nhập cư nước ngoài. Nó khiến cho nơi đây chứng kiến một sự giao thoa văn hóa đa sắc và cũng tạo nên một địa điểm độc nhất, ngôi làng toàn cầu, nơi chứa đựng bản sắc văn hóa của hầu như mọi quốc gia. Xương sống của ngôi làng toàn cầu này là làm sao mang người dân từ khắp nơi trên thế giới về đây để họ giới thiệu những giá trị mà họ tâm đắc nhất từ mảnh đất của chính mình. Và hiện nay làng toàn cầu đã thu hút được khoảng 10.000 người từ hơn 100 quốc gia. Không chỉ mang những nét kiến trúc hay hình ảnh đặc trưng của mỗi quốc gia, khu vực của mỗi miền đất đều do chính người dân đất nước đó đảm nhiệm kinh doanh buôn bán. Nó khiến người ta khi tới đây có thể cảm nhận được một nhịp sống chân thực, đa dạng như một thế giới thu nhỏ. Và giữa trùng trùng điệp điệp những nền văn hóa khác nhau thì những người Việt Nam rất có thể sẽ có được một cảm xúc thật đặc biệt khi bỗng bắt gặp một hương vị quen thuộc tới từ một nồi phở Việt giữa ngôi làng toàn cầu tại Dubai. Ở đây thì giống như là một góc Việt Nam vậy, có quán ăn Việt Nam, những cửa hàng bán đồ thủ công mỹ nghệ Việt Nam hay là bánh kẹo Việt Nam. Nằm ngay cạnh những giá trị đặc sắc của nhiều quốc gia, nhưng những gian hàng Việt Nam vẫn luôn đông khách, phần nào cho thấy sức hút của hàng hóa hay ẩm thực Việt Nam đối với thế giới. Thế giới ai cũng biết đồ của mình, và họ rất là chuộng về phở, phở và bún bò Huế và nem. Các nước cũng ai cũng tới cái gian hàng Việt Nam này. Làng toàn cầu tại Dubai đến nay đã tồn tại gần 3 thập kỷ. Nhưng như năm ngoái, nơi đây vẫn thu hút được 7,8 triệu lượt khách. Trong đó 90% du khách được hỏi cho biết họ mong muốn trở lại thêm nhiều lần nữa.